Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 10, Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2024. Tại ngày hội Hiến máu năm nay, Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Lộc đã thu được 573 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 113 đơn vị máu. Đây không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của các tình nguyện viên Hiến máu huyện Vĩnh Lộc, mà còn phát huy được truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, luôn đồng hành chia sẻ khó khăn đối với những bệnh nhân cần máu để điều trị bệnh.